Con chào các cô chú. Xin chào mọi người. Chưa có ai vào xem đâu con ạ. Lắm là chỉnh đường sang sang bạn con rồi. Xin chào mọi người. Như thường lệ thì đáng lẽ là chiều ngày hôm nay mình sẽ livestream về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc là về công việc của mình. Thế nhưng mà Thanh Ngân đang ở nhà với mình và con gái rất là muốn lên livestream. Nên mình sẽ nhường cái livestream này cho con gái. Con giới thiệu đi, con giới thiệu mọi người đi. Con tên là Phan Thanh Ngân, năm nay con 8 tuổi. Con học trường Alfred Nobel và con học lớp 2A1. Biệt danh của con là Én. Và hôm nay con sẽ trình bày về gì? Hôm nay con sẽ trình bày về nhà mới của con. Con đã vẽ một cái bảng thiết kế để nói về nhà mới của con rồi. Con trình bày cho mọi người đi. Con giới thiệu cho mọi người ngôi nhà mơ ước của con đi. Đây là ngôi nhà mơ ước của con. Đây là cái cổng. Con vẽ hơi xấu. Bình thường con vẽ rất đẹp. Nhưng mà bây giờ con sợ con vẽ đẹp à? Muộn giờ like. Thế nên là con vẽ xấu. Vẽ ẩn. Con chỉ nào. Đây là cái cánh cổng. Và đây là chỗ để xe. Xe đi vào kiểu gì con? Bấm một nút xong rồi đóng mở cái này ra. Thế là xe đi vào. Nếu mà không lớn lên đó. Con có xe đạp thì cũng sẽ để trong đó. Và bố cũng sẽ để những cái đồ dụng cụ để sửa chữa. Bởi vì con dơ như này thế nên là chữ nó bị ngược. Còn đây là chỗ bếp với cả phòng ăn. Con chào bác đi, bác Linh kìa. Con chào bác Linh. Nhớ viết én đây này. Thế gara đấy là để xe ô tô hay xe máy hả con? Xe gì cũng được. Xe gì cũng được à? Thế con thích xe gì? Là con thích xe ô tô hơn. Thế à? Bởi vì nhà mình có xe máy nhiều lần lắm rồi. Bố mẹ toàn bán thôi. Đây con giới thiệu tiếp đi. Đâu? Đây là chỗ bếp và bán ăn. Bếp với cả ăn là cùng. Bây giờ mới có nhiều cô chú xem thì con giới thiệu lại đi, đây là gì? Hôm nay con trình bày về gì nhỉ? Hôm nay con trình bày về ngôi nhà mơ ước của con. Ngôi nhà mà ngôi nhà mới sắp tới của con. Bố mẹ bảo là nhà đấy chắc phải 2 tỷ, nhưng mà thêm cả nhà của bà nội nữa thì thành 4 tỷ rồi. Rồi con trình bày tiếp đi. Đây là bản thiết kế của Thanh Ngân mọi người ạ. Con cảm ơn bác Phương. Con cảm ơn bác Phương. Rồi con trình bày tiếp nào. Để giữ cho. Đây là sân. Và đây là khu vui chơi bên ngoài. Khu vui chơi bên ngoài của bạn con. Con chỉ vẽ một thứ ở khu vui chơi bên ngoài thôi, bởi vì sân nó hơi nhỏ. Thế tại sao con là không cái chỗ giấy nó bé đúng không? Còn con thì muốn sân to đúng không? Con sẽ muốn có cả xích đu, bập bênh. Gì nữa? Hay thế thôi. Nhiều. Nhà trên cây. Nhà trên cây à? Nhà trên cây bạn nào thường thích? Bởi vì trường của con có nhiều cái để chơi ở ngoài sân. Thế nên là con nhớ đến trường của con để con tả cái sân chơi. Thế hả? Rồi, còn đây là nhà vệ sinh. Vừa sờ là vệ sinh có viết tắt bởi vì con không muốn viết nhiều. Viết nhiều nó lại mọc thay. Còn đây là bồn tắm. Con thích mấy cái bồn tắm to kiểu giống khách sạn. Lần trước mình đi khách sạn là có cái bồn tắm to đó. Và đây là phòng ngủ của con và em Pít.
Là con muốn có một cái giường 2 tầng. Lần trước con đi chơi với bạn của con, thế là mẹ cho con đi về nhà bạn của con chơi. Xong rồi đi xuống thang máy thì bọn con nhìn thấy một cái giường 2 tầng, nó có thể biến thành bàn học. Cái giường 2 tầng thì cái bên trên, giường bên trên thì nó sẽ biến thành cái bàn. Còn giường bên dưới thì nó sẽ biến thành cái bàn. Giường bên trên biến thành cái bảng á? Vâng, cái bảng. Hay nhỉ. Xong rồi đây là phòng ngủ của bố mẹ. Nó cũng giống cái giường bình thường này, nhưng mà nó giống cái giường mà con với mẹ đang ngồi ở đây. Nhưng mà nó chỉ nhỏ hơn này. Bởi vì cái giường đấy là chỉ cho 2 người. Còn cái giường của con với Pete là cũng chỉ cho 2 người. Thế nên là nếu mà 4 người thì sẽ phải to bằng cái giường mà con với mẹ đang ngồi. Còn giường của bố với mẹ thì chỉ có 2 người thôi. Vậy nên là nó sẽ nhỏ hơn một chút. Thế còn đây, con giới thiệu mọi người đây bên là... này đi. Đây là gọi là chi tiết, bản vẽ chi tiết của các phòng. Đúng không? Đầu tiên con sẽ giới thiệu về phòng bếp trước. Phòng bếp thì nó có cái bàn bếp. Và cái này là phải mở ra, mở bình thường. Còn cái này sẽ kéo ra như thế này. Kéo ra. Hoặc là kéo sang bên này. Là kéo sang bên này. Là ở bên phía dưới cái bàn đúng không? Vâng. Nó sẽ có những cái tủ kéo đúng không? Vâng, còn ở bên trên thì nó cũng có mấy cái mở ra. Giống cái này. Mấy cái mở ra này là con... Người ta gọi là cái tủ đó ạ. Vâng, cái tủ. Trước đó thì con cũng không nghĩ là vẽ cái này đâu. Nhưng mà con nhớ đến nhà của bác Linh. Là bác Linh có cái tủ này ở bên trên. Thế nên là con mới vẽ cho nó đẹp, đặc biệt hơn. Còn đây là phòng... đây là bàn ăn. Con trên chỉ là cái vẽ... gì con? Đây là cái bình hoa. Ủa, bình hoa đấy á? Bình hoa nhưng mà con vẽ hơi ẩu. Và... rõ ràng hơn thì con đã vẽ thêm cái chữ bình hoa trong suốt ấy. Bình hoa trong suốt giống cái bình hoa hôm trước mà mẹ giới thiệu với mọi người ấy. Con ở đây con chỉ vẽ 2 cái ghế thôi, nhưng mà nếu mà ở nhà mới thì con muốn có 6 cái ghế cơ. Nếu mà có khách thì phải có 6 cái ghế. Đúng rồi. Còn hai cái phòng này, hai cái này là chung một phòng, nhưng mà con gạch như này để nếu mà không có gạch như này thì người ta sẽ tưởng là ui dồi ôi hai cái này cách nhau ít quá, mấy centimet à. Thế là con phải gạch một cái như này. Thế là cùng một phòng đúng không, nhưng mà là một bên là bếp, một bên là bàn ăn đúng không? Nó sẽ cách xa nhau hơn. Rồi. Còn đây là phòng tắm. Con chỉ vẽ bồn tắm thôi chứ con không vẽ toilet. Vẽ toilet thì toilet nó cũng giống toilet bình thường thôi chứ không có kiểu toilet nào mà nó khác cả. Thế nên là con chỉ vẽ bồn tắm thôi. Con thích bồn tắm á? Cái bồn tắm to thì là to giống nhà bạn Na. Đấy còn là gì? Đây là giường 2 tầng của bọn con. Cái này con viết chữ hơi nhỏ vì con cái trang trí này nó hơi nhỏ. Đây là cái trang trí của con. Một cái vương miện. Cái này nó sẽ có màu vàng. Còn của em Pete thì sẽ có màu trắng. Vương miện để làm gì? Vương miện đấy là để trang trí. Nó chỉ là một cái để trang trí thôi chứ nó không phải là vương miện thật đâu mẹ. Hello cô Trang. Cô Trang bảo con là lập luận rất rõ ràng kìa. Con cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô. Đây là cái gối. Ở dưới của Pete tất nhiên là cũng phải có một cái gối. Còn đây là cái chăn. Cái chăn gấp lại rồi, thế nên là nó nhỏ.
chứ không phải là nó nhỏ như thế đâu. Đấy không có đồ chơi hả con? Có, nhưng mà con không vẽ đủ bởi vì chỗ này nó nhỏ quá. Còn thứ gì để của đây là ở bên dưới là của em Pip, ở bên trên là của con. Rồi tiếp theo để mình thế con có bàn học của con? Có, con vừa nãy con vừa giới thiệu là nó sẽ ở bên trên thì nó sẽ biến thành cái bàn, ở bên dưới thì nó sẽ biến thành cái bàn. Còn đây là giường của bố mẹ. Giường của bố mẹ là nó cũng bình thường thôi. Thế nên con chỉ vẽ hai chi tiết, gối và chăn. Thôi. Bên dưới này là gì đây? À, bồn tắm đúng không? Thế là con đã miêu tả xong ngôi nhà mơ ước của con rồi đúng không? Vâng. Đấy, mình đọc comment của mọi người nha, xem là mọi người nói gì về én nhá. Cô Nguyễn Tuyên bảo là con gái nhìn rất có tố chất. Cô Chan thì bảo là chị én vẽ đẹp thế. Thế khi nào thì con muốn có ngôi nhà mơ ước của con? Con muốn tháng 10, bởi vì con đã ước trong sinh nhật của Pít rồi. Bởi vì Pít không biết ước, thế nên con ước hộ Pít. Nhưng mà không biết nói lộ ra thì nó có mất cái gì? Mất cái ước mong không nhỉ? Con có biết là nếu như mà con muốn có một ngôi nhà mới như thế thì con sẽ phải làm gì không? Học giỏi. Cái gì? Học giỏi. Gì nữa? Giúp bố mẹ. Giúp bố mẹ cái gì? Nhiều thứ. Ví dụ đi. Ví dụ. Nhưng mà một cái là khó nhất đó chính là cho em ngủ. Một cái tiếp theo cũng không khó lắm. Nó là tắm cho em. Tắm cho em. Cho em ngủ là được 20.000. Cho tắm cho em là được mấy nghìn thì con không nhớ. Nhưng tắm mà, cho em được 5.000. Và còn tiếp nữa là chơi gì? Lọc quần áo là mấy nghìn em con quên rồi. 2.000. Ngày xưa con có một cuốn sổ để viết những cái công việc xong rồi con viết viết mấy nghìn, viết số tiền lương. Vâng, hôm đấy là con gấp quần áo thì con sẽ được mấy nghìn. Hôm đấy là con gì đó thì con sẽ được dọn đồ chơi đúng không? Vâng. Đáng lẽ dọn đồ chơi là không được tiền đâu, vì đấy là việc con phải làm, con hiểu chưa? Mấy hôm nay con chẳng làm gì cả. Con còn muốn nói gì với các cô chú nữa không? Tất nhiên là đó rồi. Con nói đi. Thế bây giờ con chơi với em Pít, con có muốn mắng em nữa không? Con muốn nói nhiều lắm nhưng mà con không biết phải nói cái gì. Mẹ hỏi, thế bây giờ con chơi với em Pít, con có mắng em nữa không? Con nghĩ trong đầu là không, nhưng mà nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm. Thế à? Thế nên mẹ mới ghi lại cái này, cái livestream này nó sẽ được lưu lại ở trên Facebook của mẹ. Nên là khi nào mà con mắng em thì mẹ sẽ mở cái livestream ra cho con xem. Vâng. Có hứa không? Có. Có cam kết không? Nhưng mà nói nhiều như thế này xong đến cái đoạn đấy thì có phải tua không ạ? Có, tua được. Mẹ tua được, con yên tâm. Con nói đi. Con hứa gì? Con hứa là sẽ không mắng em Pít nữa. Nhưng mà em Pít không phải đồ chơi của con ấy. Con cứ lắp một thứ là em Pít lại tháo một thứ. Yeah. Ví dụ con lắp cái này thì Pít lại tháo cái này thì ra. Con có biết làm nào để em Pít sẽ không tháo đồ của con không? Con dán lại à? Không. Con hướng dẫn em chơi khác. Con hướng dẫn em chơi đồ chơi của con. Con có phải là mẹ của Pít đâu mà con hướng dẫn đồ. Thế thôi rồi, mẹ sẽ hướng dẫn con. Bây giờ con chào các cô chú đi, mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Con chào các cô chú. Con hẹn gì? Con hẹn gì ạ? Con cảm ơn gì? Con cảm ơn các cô chú đã xem livestream của con ngày hôm nay. Và cả mẹ Hiền nữa. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của hai mẹ con nha. Bye bye mọi người.
Bye bye.